Dạ, chào tất cả các anh chị em. Xin chào tất cả các anh chị em thành viên của My Row One. Những gì bạn quan tâm hôm nay? Những gì bạn quan tâm hôm nay có thể là chiếc chìa khóa thành công cho những điều mà bạn mong đợi từ bấy lâu nay. Những điều này sẽ trở thành những phương tiện phục vụ cho mục đích của bạn để biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Mỗi thời kỳ sẽ có sự kiện lớn ra đời. Thập kỷ 70, công nghệ vi ba ra đời. Thập kỷ 80, công nghệ video ra đời. Thập kỷ 90, máy vi tính ra đời và kèm theo đó là sự ra đời của Internet. Bạn có thể thất bại nếu không biết cách thích nghi với xu hướng của thời đại. Và không phải lúc nào bạn cũng có được những sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng đó chỉ là quá khứ và bạn nên nhìn về một tương lai tươi sáng hơn. Bởi vì trong mỗi thời kỳ đều xuất hiện những nhà tỷ phú và chúng ta phải tìm hiểu xem họ đã trở thành tỷ phú bằng cách nào. Trong những sách tuyệt vời của mình, Bonchan Peter đã nói rằng, trước năm 2010, hàng năm doanh số của nền kinh tế Mỹ sẽ tăng lên 1 tỷ đô la nhờ vào những cơ hội mà những cơ hội này sẽ dạy cho con người biết thêm về những sản phẩm mới, những phương thức phân phối hàng hóa hữu hiệu hơn. Và tất cả những điều này được gọi là kinh doanh với tốc độ tư duy cao. Những cơ hội kinh doanh này cho con người biết thêm về những sản phẩm mới, dịch vụ cũng như những phương thức phân phối hàng hóa tốt nhất. Và điều quan trọng là bạn có thể tạo ra một cơ hội kinh doanh cho riêng bản thân nhờ vào những điều kiện thuận lợi ngay chính tại nhà của mình. Một công việc mà chúng ta có thể làm để tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi mà không cần phải đầu tư quá nhiều vốn, cũng như không phải nhức đầu với công việc quản lý nhân sự của mình. Một công việc hấp dẫn mà có thể giúp bạn kiếm được từ 100 đô la đến 5.000 đô la mỗi ngày hoặc nhiều hơn nữa. Là một công việc dành cho thời gian dư thừa và bạn hoàn toàn có đủ khả năng để thực hiện công việc một cách đầy thuận lợi. Đã đến lúc chúng ta phải nắm bắt cơ hội. Chúng tôi chắc rằng các bạn sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Trong phần trình bày tiếp theo, chúng tôi sẽ giúp cho bạn hiểu
nhận ra những khát khao để bạn đến với cơ hội kinh doanh này. Một phương tiện mà qua đó, bạn sẽ hiểu thêm làm thế nào để bắt tay thực hiện công việc kinh doanh tuyệt vời này. Và trong chỉ một thời gian ngắn, bạn sẽ có thể phát triển công việc của mình trên phạm vi toàn cầu. Đừng bỏ qua cơ hội giúp bạn có được một tương lai hoàn toàn tươi sáng. Chào mừng các bạn đến với ngành kinh doanh tiếp thị hỗ trợ đồng đội. Wow. Tuyệt vời các anh chị ha. Yeah. Rồi. Xin chào tất cả các anh chị em thành viên của Myra One đang có mặt trong chương trình live stream vào tối ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên cho Minh Vũ thay mặt hệ thống xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em có một buổi tối an lành ha. Và sau cái buổi live stream thì các anh chị em sẽ có một cái giấc ngủ thật là ngon. Ok ha. Thì lời đầu tiên cho Minh Vũ xin gửi lời chúc mừng đến tất cả những anh chị em đã đạt được cấp độ Director 1 sao, 2 sao và 3 sao. Và bên cạnh đó lên được cấp độ Resident. Ok ha. Rồi bên cạnh đó thì có rất là nhiều anh chị em đã đạt được cấp độ lên là Manager 1 sao, 2 sao và 3 sao. Và hiện tại bây giờ có rất là nhiều anh chị em đang trên đà đạt được từ Manager 3 sao lên Director 1 sao. Ok. Thì các anh chị em biết rằng là trong khoảng tầm hơn một tuần qua thì là Vũ không có live stream. Là bởi vì lý do tại sao ạ? Bởi vì là thực ra mà nói là trong cái khoảng thời gian vừa qua thì hơn một tuần thì là ở từ phía công ty có rất là nhiều cái đoạn video clip và Vũ đã cho người dịch và lồng tiếng ra. Chính vì chỗ đó thì các anh chị em có thể nghe được chi tiết từ những người mà gọi là lãnh đạo của công ty. Thì các anh chị em gần như nắm được rất là nhiều ý của Rao. Ok ha. Và đặc biệt hơn nữa, đó là gì ạ? Đó là cũng là một cái thời điểm mà mình chờ qua cái ngày 15 tháng 5. Là một cái ngày rất là đặc biệt, hay được gọi là một ngày giống như giao thừa của Rao. Đó là nhiều anh chị em có chia sẻ đó là gì? Nó giống như là ngày giao thừa của Rao. Để các anh chị em thấy được rằng là gì, cái mà Rao đang làm, nó nói sao là làm y như thế. Và chúng ta có thể thấy được rằng là gì, từ sáng ngày hôm nay, khi mà nhiều anh chị em mở cái tài khoản ra, thì có thấy những cái kết quả, được chưa? Thì có rất là nhiều anh chị em á, thì sao ạ? Buồn, thất vọng. Tại sao tôi đạt được cấp độ 5 sao, cấp độ 5, rồi bể 5, bể 6, bể 3, sao mà ít thế? Sao mà ít thế? Rồi có người thì mới được có một bể thì cũng ít, đúng không? Thì các anh chị em biết rằng là gì? Nhưng mà trước khi Vũ muốn chia sẻ thêm là tại sao các anh chị em lại có cái cảm giác thất vọng hoặc là buồn. Nhưng bên cạnh đó thì Vũ xin báo con cho các anh chị em biết rằng là bên cạnh đó thì cực kỳ nhiều người, nhiều anh chị em thì sao, đầy hy vọng, đầy niềm tin vào cái mà công ty đang thực hiện. Các anh chị em hình dung ý ha. Cái quan trọng rằng là gì, lần đầu tiên trong lịch sử có một công ty đã thực hiện cái điều mà khi họ mới bắt đầu có hơn một năm thôi mà họ đã làm được cái động tác đó là gì ạ? Chia sẻ lợi nhuận, từ cái lợi nhuận mà họ kiếm được từ trong cái nền tảng của Brow, được chưa? Ok ha. Thì và ngay sau đây là Vũ muốn chia sẻ các anh chị em một số thông tin. Thì thực ra những cái thông tin này thì các anh chị em đã có hết trên Facebook rồi, trên các nhóm rồi, đúng không ạ? Thì các anh chị em biết được rằng là gì, là nếu mà là team leader 3 sao, đúng không ạ? Team leader 3 sao hay còn gọi là ở bể 3, đúng không ạ? Hồ bơi 3 đó. Thì các anh chị em nhận được đó là 0,74 bảng, được chưa? Đó là chia lợi nhuận. Thì có nhiều người nói trời ơi, tuần này không được đủ bát phở nữa, không được đủ bát không được tô bún bò Huế nữa. Có nhiều người chia sẻ như thế. Nhưng mà có những người họ nói không được bát phở, không được một tô bún bò, không được một nói chung là được một ly cà phê.
thì có người hàm ý trong đó những cái tích cực và những cái tiêu cực, không? Những cái trong đó thì nhưng mà Vũ sẽ không bàn thêm. Nhưng mà các anh chị em mình dùng này, chẳng hạn giống như ở cái bể thứ tư là coordinator đó, thì nó là 1.37 euro. Nhưng mà nếu ví dụ giống như mà coordinator 2 sao thì nó là 2.4 euro. Còn nếu mà coordinator 3 sao thì là 4.86 euro. Và nếu là ở cấp độ manager 1 sao thì là 9.32 euro. Còn manager 2 sao thì nó là 17.91 euro. Và nếu manager 3 sao đó là 69.99 euro. Được chưa? Nhưng các chị em để ý này, manager 3 sao là 69.99, nhưng mà khi lên director 1 sao thì nó là 458.34 euro lận. Wow, cái sự chênh lệch nó lớn không các anh chị? Các anh chị em thấy có sự chênh lệch nó rất là lớn, đúng không? Ok ha. Thì đó là cái mà các anh chị em cần chú ý. Và nếu mà director 2 sao thì sao ạ? Thì nó là 856.75 euro. Wow. Đó, các anh chị em thấy ha. Rồi. Còn nếu ví dụ giống như mà director 3 sao thì nó là 1846.85 euro. Các anh chị em thấy cái gì khác biệt không? À, cái nằm trong cái khung mà của director á, các anh chị em để ý à, thường thường nó gấp đôi. Nó gấp đôi, chẳng hạn giống như director 1 sao thì nó là 458. Nhưng mà nếu mà director 2 sao là 856. Nhưng mà nếu mà director 3 sao là 1846. Nhưng các anh chị em để này, manager 3 sao thì chỉ có 69.99 thôi. Các anh chị em thấy nó sự khác biệt hoàn toàn, đúng không? Nhưng các anh chị em để này, nếu mà resident 1 sao thì nó là 4020. À, các anh chị em để đi, director 3 sao mà chênh nhau với resident đó thì nó sao? Director 3 sao là 1846. Còn resident 1 sao là 4020. Còn nếu mà resident 2 sao là 7154. Còn nếu ví dụ resident 3 sao là 12914.99 thì chẳng hạn giống như là các anh chị em biết rằng là ở Việt Nam á, thực sự mà nói rằng là trong 5 tháng, trong vòng hiện tại bây giờ tới tầm là khoảng trong vòng 5 tháng thì ở Việt Nam có khoảng tầm dao động khoảng tầm 50 tới 60, có khi là 70, khoảng trong khoảng tầm đó là director từ 1 sao, 2 sao, 3 sao rồi resident. Tại vì các anh chị em chơi coi trên Myra One á, thì các anh chị em sẽ thấy á, là rất là nhiều rồi. Nhưng thực ra là gì? Đằng sau lưng đó còn có nhiều cô chú, nhiều anh chị em là không có xuất hiện lên trên đó. À, là bởi vì có một số lý do là gì? Không có đưa lên đó, sau lên đó. Các anh chị em vô. Thì các anh chị em để đi. Có những người mở ra thì buồn, sao mà mình được có mười mấy đồng, mình được có hai, mà không chấm mấy đồng. À, nhưng mà các anh chị em biết gì không ạ? Lúc sáng á, Vũ dậy á, 6 giờ Vũ chờ tới 2-3 giờ sáng luôn. Hình như chờ tới 2-3 giờ sáng mà chờ không thấy, cái buồn ngủ quá. À, thì bình thường á, là khoảng tầm 4-5 giờ Vũ mới ngủ. Nhưng mà nói thôi để mình ngủ sớm đi, để sáng mình dậy cho nó sớm để mình xem thử thế nào. Tức là 6 giờ mở mắt ra thì các anh chị em biết điều gì xảy ra không ạ? Đó là resident 3 sao nhận về tới 12.914. Đó là gì ạ? Đó là nguồn thu nhập thặng dư các anh chị. Có nghĩa là đây là cái nguồn thu nhập thặng dư. Đây là nguồn lợi nhuận mà công ty kiếm được. Được chưa? Từ cái cộng đồng á các anh chị. Và công ty chia cho tất cả những anh chị em nào gọi là có công trong việc xây dựng cộng đồng. À, các anh chị em vô ạ. Resident 1 sao hơn 4.000 euro lớn. Đúng không ạ? Và director 1 sao là 458 euro. Đây là một số tiền á. Mình nhìn vô thì nói thấy nó nhỏ. Nhưng bây giờ Vũ hỏi các anh chị em một điều như thế này nè. Thực ra khi chúng ta đi kinh doanh,
khi đi kinh doanh, đúng không? Thì hoa hồng chúng ta đã nhận hết rồi, đúng không? Hoa hồng chúng ta đã nhận rồi. Còn ở đây á, nó giống như là một cái gì á, giống như là chúng ta sở hữu một cái tài sản. Giống như các anh chị em bây giờ lên thị trường chứng khoán, các anh chị em mua cổ phiếu của Apple, của Google, của Facebook, của Vinamilk, được chưa? Và các anh chị em giữ cái cổ phiếu đó, được chưa? Và hàng quý á, công ty nó chia lợi nhuận, được chưa? Ok chưa? Không? Ở đây rao là gì? Mỗi tháng chia 40% lợi nhuận cho những ai có công phát triển hệ thống, có công trong việc xây dựng cộng đồng của Rao One trên toàn cầu, được chưa? Và 40% á, thì sao ạ? Cứ sẽ chia mỗi quý. Các anh chị em hình dung nhé. Cái vấn đề nằm ở đây á, có nhiều người buồn là bởi tại sao? Có nhiều người không hứng thú tại sao? Bởi vì phần lớn những người mà tham gia, họ không có xây dựng hệ thống, thì họ chỉ rằng là gì? Họ tham gia họ sở hữu thôi. Thì cái đó là mỗi quý được chia lần. Còn ở đây, cái ngày hôm nay, đúng không? Là gì? Là chia cho những ai có công phát triển cộng đồng. À, các anh chị em nhớ. Và cái điều này sẽ chia hàng tháng. Các anh chị em lưu ý ha. Và Rao One nó mới chỉ có hơn một năm thôi các anh chị. Hơn một năm thôi. Mà mình nhìn vào cái chia đi các anh chị. Thì các anh chị em thấy không? Ở director. Có nghĩa rằng là ngoài cái chuyện mà tạo được hệ thống hay không, có doanh số hay không, cái thu nhập từ hệ thống này, hệ thống kia, thì đó là phần riêng, đúng không ạ? Max out thu nhập 20 ngàn hay gì đó, đó là một chuyện riêng. Còn cái này là cái được chia từ lợi nhuận. Nó giống như một quỹ lương hưu các anh chị. Nó giống như một quỹ lương hưu vậy đó. Vậy thì công ty cứ càng ngày phát triển, đúng không ạ? Và kiếm được lợi nhuận, thì công ty cứ chia vào hàng tháng như thế. Các anh chị em hình dung ý á. Thì bây giờ vừa hỏi các anh chị em như thế này nè. Thực ra ở Việt Nam chỉ trong vòng chưa tới 5 tháng đã có tới hơn 50-60 director các anh chị. 1 sao, 2 sao, 3 sao. Mà director 1 sao á là nhận về tới bao nhiêu ạ? 458 euro. Các anh chị em nhân cho Vũ á là nhân ra, quy ra tiền Việt đi. 458 euro có phải là hơn 10 triệu không? Có nghĩa là mỗi tháng cái director 1 sao hay 2 sao, 3 sao hay là nhiều hơn đi nữa mà không có làm gì hết, mà cộng đồng của Rao trên toàn cầu, mà công ty Rao này phát sinh lợi nhuận, kiếm được lợi nhuận, được chưa? Thì công ty cứ chia vào. Đây là một cái khoản các anh chị, mà nó không phải rằng là ngày hôm nay nó như thế, mà có thể rằng là thời tháng sau nó có thể nhiều hơn, mà nó cũng có thể ít hơn. Nhưng cái sự phát triển của công ty càng ngày càng tiến triển, được chưa? Và hiện tại bây giờ Rao đạt được 5 triệu thành viên. Trong lịch sử các anh chị, gần như trong lịch sử chưa có công ty nào làm được cái điều đó. Cái mà chúng ta hướng tới, cái mà chúng ta thấy được nó là như thế. Và hiện tại bây giờ Rao đang chuẩn bị đưa rất là nhiều sản phẩm và dịch vụ vào bên trong. Vậy thì khi mà có nhiều sản phẩm và dịch vụ với cộng đồng 5 triệu thành viên như thế này, rồi sắp tới lên 1, thêm 6 triệu, 7 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu hay 100 triệu, thì cái con số đó nó rất là khủng các anh chị. Được chưa? Hãy nhìn vào cái vấn đề nằm ở chỗ đó các anh chị. Ok ha. Nên ở đây Vũ muốn nhấn mạnh cho các anh chị em như thế này nè. Director 1 sao mà đã có hơn 10 triệu rồi. Được chưa? Hơn 10 triệu rồi. Còn nếu mà director 2 sao các anh chị em biết không? Nó tới hơn khoảng tầm 20 triệu lận. Tại vì nó tới 856 euro lận các anh chị. Đó là tháng này thôi. Còn các anh chị em để đi. Director 3 sao tới hơn 1.800 lận. Con số nó to chứ. Bây giờ Vũ muốn chia sẻ các anh chị em một cái góc nhìn các anh chị. Một cái góc nhìn. Các anh chị em đi kinh doanh. Các anh chị em kiếm được tiền. Các anh chị em làm công việc gì không biết. Các anh chị em là bác sĩ, kỹ sư, các anh chị em đi làm một nhân viên, hay là các anh chị em là quan chức, hay là các anh chị em làm bất cứ một cái việc gì, đúng không? Công nhân hay gì đó cũng được. Nhưng các anh chị em có để ý không? Khi các anh chị em kiếm được tiền, rồi các anh chị em kiếm được tiền đó xong, bắt đầu là các anh chị em đầu tư. Nhưng bây giờ mình chỉ nói đơn giản thôi, không nghĩa là mình sẽ không nói nhiều về các cái góc cạnh đầu tư này, đầu tư kia. Nhưng mà đầu tư cơ bản thì chúng ta thường thấy đó là gì ạ? Mua một căn nhà, xong chúng ta cho thuê, được chưa? Các anh chị em biết rằng là gì?
để mà có hơn 10 triệu, hơn 20 triệu mỗi tháng, hay là hơn 40, 50 triệu mỗi tháng, hay là các anh chị em đạt cấp độ resident một sao đi, là 100 triệu các anh chị. Resident 2 sao là nhiều hơn. Mà resident 3 sao thử coi. Đúng không? Thì các anh chị em thấy rằng là nếu mà resident 3 sao thì sao? Giống như hiện tại bây giờ cấp Vũ đang ở đó là resident 3 sao. Hồi sáng là nhận là 12.914.99 euro, tương đương với khoảng tầm hơn 300. Thì các anh chị em để nè. Các anh chị em biết rằng là nếu mà mình mua một căn nhà để mà mình cho thuê á, ít nhất căn nhà chúng ta mua là phải trên 2 tỷ. Chúng ta mới có thể cho thuê tháng kiếm được hơn 10 triệu. Các anh chị em hình dung ý không? Như Vũ hỏi thật các anh chị này, các anh chị em đi hỏi thử coi. 5-70 director trong khoảng thời gian 4-5 tháng vừa qua, hay là resident 1 sao ở Việt Nam, họ làm vài tháng mà họ đã kiếm ra được một cái cục lưng hưu to các anh chị. Ngoài cái thu nhập max out của họ, thu nhập hàng ngày, hàng tuần của họ, thì ngày hôm nay họ có thêm một cái thu nhập hàng tháng các anh chị. Và các anh chị em thấy không? Họ không cần phải bỏ ra một cục tiền thật là to để họ mua một cái căn nhà để họ cho thuê, để họ kiếm lãi. Các anh chị em hình dung ý ha. Vậy thì bây giờ Vũ hỏi các anh chị này. Đây là tháng đầu tiên công ty chia. Được chưa? Với resident 3 sao trong thời gian 5 tháng mà nhận về là 12.914, là hơn 300. Theo các anh chị em phải bỏ bao nhiêu tiền để mua được một cái giá trị bất động sản để các anh chị em cho thuê để có được 300 triệu một tháng? Rất là khó đúng không? Rất là khó. Đâu có dễ đâu các anh chị. Các anh chị vô ạ. Và hiện tại bây giờ các anh chị em để đi. Đâu có phải một người resident đâu các anh chị. Có khoảng tầm 50 người resident trên thế giới các anh chị. Ok chưa? Còn director 1 sao, 2 sao, 3 sao nhiều lắm các anh chị. Mà các anh chị em có để ý không? Chúng ta đang hướng tới nhiều anh chị em đạt được cấp độ director. Và trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, chúng ta đã có rất là nhiều director ở Việt Nam rồi. Ok. Nào. Vậy thì sao? Vậy thì các anh chị em mới bắt đầu thôi mà. Mới bắt đầu thì chúng ta sẽ đi từng bước. Từng bước và chúng ta được tích lũy thì chúng ta bắt đầu lên cấp. Các anh chị em lưu ý này, đây là cái khoản thêm, nó gọi là thu nhập thặng dư. Được chưa? Nó thu nhập thặng dư. Đó là cái vấn đề các anh chị em cần chú ý tới. À, có nghĩa là thu nhập thặng dư là các anh chị em có làm hay không có làm, hệ thống các anh chị em có làm hay không làm, không quan trọng. Cái thu nhập này là thu nhập đến từ toàn cầu. Chúng ta làm hay không làm, chúng ta không phát triển, hệ thống chúng ta không phát triển đi nữa, mà cả thế giới này phát triển, thì cái thu nhập hàng tháng này chúng ta vẫn có. Đó, cái đó là cái quan trọng các anh chị. Nó không phải rằng là đến từ cái người đến sau của mình, ngày mai mình phải giới thiệu người nào, ngày mốt mình phải xây dựng người nào ở ngoài kia, ở ngoài nọ. Không có. Mà đây là thu nhập đến từ thế giới. Và cũng không phải lấy từ cái gói mà các anh chị em tham gia đâu, không phải. Các anh chị em lưu ý đây nè. Thực ra ở Rao, có cái nền tảng đó là Appfigo. Appfigo nó đã đi vào hoạt động rồi các anh chị. Appfigo đã đi vào hoạt động nhiều tháng qua rồi. Và Appfigo đã mở ra khoảng tầm 10 nước trên thế giới rồi. Trong đó không có Việt Nam thôi. Và chưa có nhiều quốc gia thôi. Các anh chị em hình dung biết. Ấn Độ có nè. Mexico có nè. Các anh chị em biết không? Riêng Ấn Độ không thôi là hơn 1 tỷ 3 dân rồi các anh chị. Đó. Appfigo nó đã liên kết với các cái công ty giải trí trực tuyến đó rồi. Đó, các anh chị em không tin, các anh chị em đi vào cái trang afigo.com đó, các anh chị em truy cập vào văn phòng, các anh chị em bấm vô, các anh chị em sẽ thấy. Đúng không? Có rồi, sắp tới đây công ty ra rất là nhiều sản phẩm. Và khi kiếm được thu nhập, có nghĩa rằng là gì? Cộng đồng lớn rồi, công ty đưa sản phẩm vô. Và nhiều người sẽ xài dịch vụ đó. Được chưa? Thì sao? Công ty kiếm được tiền từ các đối tác của công ty. Đó, và công ty lấy lại, công ty chia cho chúng ta hàng tháng. Còn hàng quý thì những ai sở hữu Rao One Reward thì được chia. Ok. Nên rằng là có nhiều anh chị em vẫn cứ thắc mắc à, sao mà ít quá, ít này ít kia. Vũ xin thưa các anh chị, khi các anh chị em xây dựng hệ thống, từng ngày các anh chị em lên cấp. Ở đây các anh chị em lưu ý này, nó không có bị mất điểm đi đâu hết. Được chưa?
Thì ngày hôm nay mình tháng này đi, ví dụ mình lên được team leader 3 sao, tháng sau mình lên được coordinator 3 sao, tháng sau nữa mình lên manager 1 sao, 2 sao, 3 sao, rồi lên director. Các anh chị em phấn đấu lên director đi, thì các anh chị em sẽ bắt đầu thấy được một cái khoản chênh lệch nó khủng ra. Tiền từ thế giới các anh chị. Ok chưa? Các anh chị em chú ý nha. Đây là một cái nguồn thu nhập rất là lớn. Và Rao còn tuyên bố một câu rằng là gì? Là cái đoạn phim mà ngày hôm qua Vũ mới dịch vào lòng tiếng cho các anh chị em xem trong vòng 48, 49 phút đó. Cái người mà sáng lập họ chia sẻ đó. Đó là ngay cả Uber, ngay cả Google, Apple, Facebook đi nữa. Thì khi nào công ty nó lên thị trường chứng khoán rồi thì bắt đầu này nó mới chia. Đúng không ạ? Nhưng đối với Rao thì họ chia luôn từ bây giờ. Chưa có công ty nào mà mới khởi sự hơn một năm mà bắt đầu chia như thế. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị em như thế này này. Resident 1 sao. Đúng không ạ? Ở Việt Nam hiện nay có 3 tới 4 người. Đúng không ạ? Director thì nhiều lắm. Các anh chị em này, Resident 1 sao. Một tháng đầu tiên mà được hơn 4.000. Mà Resident 3 sao, một tháng hơn 12.000, gần 13.000. Thì những tháng sau như thế nào các anh chị? Khủng không các anh chị? Rồi Director 1 sao, 2 sao, 3 sao thì sao ạ? Các anh chị em thấy đi, có rất là nhiều người có 2 tháng, 1 tháng, có khi 3 tháng cũng lên được Director các anh chị. Vậy tại sao chúng ta không hướng tới cái câu chuyện chúng ta đạt được Director? Và bây giờ Vũ muốn báo cho các anh chị em một tin. Đó là chúng ta có 14 ngày nữa. Có nghĩa kể từ ngày 16 này nè, cho tới ngày 30, ngày cuối tháng của tháng 5 này nè. Các anh chị em lên cấp nào, các anh chị em lên được bể nào, thì bắt đầu tháng sau được chia. Ngày 15 tháng sau được chia. Được chưa? Các anh chị em nhớ. Ví dụ giống như ngày hôm nay mình đang ở cấp độ Director 1 sao, hoặc chúng ta đang cấp độ là Manager 3 sao, thì từ giờ cho tới cuối tháng, nếu mà các anh chị em lên được Director, thì ngày 15 tháng sau, được chưa? Thì chúng ta sẽ được chia từ bể 1 cho tới cái bể mà Director 1 sao. Ok chưa? Nên là ngay lúc này là cái lúc mà chúng ta cần phải sao? Từng bước chúng ta làm để chúng ta tăng cấp, đó, lên cấp. Và chúng ta càng lên cao thì sao ạ? Chúng ta sẽ được hưởng nhiều hơn. Ngoài cái chuyện mà chúng ta hưởng thu nhập max out thu nhập rồi. Đó. Đúng không ạ? Và chúng ta hưởng được từ công ty tỷ lệ 1-1-1-2-1-3 thì đây là một cái khoản thêm. Được chưa? Khoản thêm từ lợi nhuận công ty chia lại. Và thêm cái rằng là hàng đây là hàng tháng, còn hàng quý thì công ty sẽ dựa trên cái số round one reward các anh chị em có và công ty chia. Đó, các anh chị em lưu ý ha. Các anh chị em thấy đi. Với Rao, các anh chị em có thể kiếm tiền hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, đúng không ạ? Hàng giây, đúng không ạ? Và các anh chị em có thể kiếm hàng tuần. Các anh chị em để nè, cái hay của Rao nằm chỗ này. Kiếm tiền hàng ngày có không? Có. Các anh chị em để không? Khi các anh chị em đạt được cấp độ là, khi các anh chị em kiếm được là tỷ lệ 1-1-1-2-1-3, là đó là thu nhập hàng ngày các anh chị, đúng không ạ? Còn hàng tuần đó, các anh chị em được hoa hồng chiêm lai nè. Các chị em được hoa hồng chiêm lai bonus mà cứ mỗi tuần vào thứ tư các anh chị em bấm vô để các anh chị em nhận đó. Rao One Reward đó. Đó là thu nhập hàng tuần các anh chị. Ok chưa? Và thu nhập hàng tháng là cấp bể này nè. Chúng ta có 10, bây giờ chúng ta đang có tới 21 bể lực. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đã có người vượt qua cái cấp 18 rồi. Nên công ty phải ra thêm 3 cấp nữa để cho họ lên chứ. Thì thành bây giờ là không còn 18 bể nữa mà nó là 21 bể. Được chưa? Thì các chị em để này, mình bắt đầu leo các cái bể này. Thì đây là một cái nguồn thu nhập thêm hàng tháng. Còn bên cạnh đó, ngoài cái chuyện mà chúng ta sở hữu round one reward, đúng không? Trong quá trình chúng ta làm, chúng ta được nhận round one reward. Ok chưa? Thì hàng quý chúng ta được chia nữa. Wow! Thu nhập ngày có nha. Ngày giờ có. Thu nhập tuần có nè. Thu nhập tháng có. Thu nhập quý có. Còn gì bằng nữa các anh chị? Ok chưa? Ok ha. Đó là cái mà chúng ta cần lưu ý. Còn bây giờ Vũ muốn chia sẻ các anh chị em như thế này. Có nhiều người họ suy nghĩ như thế này. Tại sao không chia cho những cái người mới vào?
nhiều, à, mà lại chia cho những người ở cấp độ cao nhiều. Ờ, như thế nó không được. Các anh chị em này, như thế nó không được. Tại sao vậy? Ở đây các anh chị em lưu ý này, công ty chia bằng nhau hết, chứ không có phân biệt anh mới hay anh cũ, hay anh là đã, hay anh mới làm, hay anh làm lâu rồi, hay anh như thế nào, mà là gì? Mà là chia đều. Chẳng hạn, ví dụ giống như công ty có lợi nhuận 40% là 24 triệu euro, thì công ty chia 21 triệu euro, thì mỗi bể như thế này là 1 triệu euro. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta có 21 bể, thì 21 triệu euro này này, nó sẽ chia ra mỗi bể như thế này là 1 triệu euro. Vậy thì câu chuyện này, ở cấp độ số 1, thì trên thế giới này có rất là nhiều người. Nhưng các chị em để đi, với cái cấp độ mà Resident 1 sao, 2 sao và 3 sao, hay Director 1 sao, 2 sao và 3 sao, thì nó không phải là nhiều. Đúng không? Nó chỉ có vài ngàn thôi. Được chưa? Đó, cái chúng ta cần phải nói là gì? Chúng ta từng bước thăng tiến. Bây giờ vừa hỏi các anh chị đi, mới bắt đầu mà, thì chúng ta chưa, ai cũng vậy thôi. Khi Vũ bắt đầu cũng đi từ con số 0 thôi, từng bước để đạt cái điều đó. Và rất là nhiều anh chị em director bây giờ thì cũng phải đi từng bước thang đầu tiên. Chứ đâu có cái chuyện mới ngày hôm qua tham gia xong ngày hôm nay các anh chị em được chia nhiều. Như thế nó cũng đâu có công bằng đâu các anh chị. Các anh chị em hình dung ạ. Nếu mà chia theo cái kiểu kia thì các anh chị em sẽ thấy được một điều này. Không khác gì chúng ta đang sống trong thời kỳ bao cấp đâu. Đúng không? Lấy của người giàu chia cho người nghèo. Công ty sẽ làm cái động tác đó là gì? Lấy của người giàu chia cho người nghèo. Đó là gì ạ? Đó là công ty xây dựng lên một cộng đồng rất là lớn. Và ai cũng có cơ hội như nhau. Được chưa? Ai cũng có cơ hội như nhau. Thay vì bây giờ sao? Thay vì với cái như thế này này, cái cộng đồng lớn của Rao to như thế này, 5 triệu rồi này, thì thay vì công ty chia cho một vài nhà đầu tư thôi, thì bây giờ tất cả chúng ta đều được hưởng từ cái con số đó. Bây giờ các anh chị em có để ý không? Nếu mà các anh chị em để ý, các anh chị em sẽ thấy cái hay nằm chỗ này. Khi Facebook đạt được 5 triệu thành viên hay 10 triệu thành viên, thì cái nguồn lợi nhuận của Facebook đem về nó chỉ chi trả cho một nhóm nhà đầu tư thôi. Đúng không? Nhưng các anh chị em để đi, nếu mà các anh chị em cộng hết 21 bể tài chính này, cộng đó là 40% nha, chia hàng tháng, thêm 40% của hàng quý này, thì các anh chị em biết được rằng là gì? Con số tiền này nó rất là to. Hàng triệu đô mới khởi sự, có thể hàng tỷ đô trong tương lai. Các anh chị em hình dung ý ha. Và thay vì số tiền to như thế này mà nó chia cho một nhóm người, thì nó lại theo giống như mô hình của sao? Của Facebook, của Google. Được chưa? Của Amazon. Ok chưa? Còn ở đây Rao là gì? Là cái cục to này nè, nó chia cho nhiều người. Và tất cả chúng ta đều có một cơ hội, đó là gì? Khi chúng ta tham gia vào Rao 99 đồng, chúng ta vẫn có thể xây dựng được lên được một cộng đồng lớn trên toàn thế giới. Và chúng ta leo từng bước, chúng ta sở hữu được nhiều Rao One Reward, chúng ta leo được nhiều cấp độ thì chúng ta được hưởng nhiều. Ok chưa? Vậy thì các anh chị em càng làm thì các anh chị em được hưởng nhiều hơn. Ok, ngày hôm nay ngày mới, chúng ta mới bắt đầu thì chúng ta sẽ đi từng bước. Ok ha. Nên rằng là đừng có cái suy nghĩ theo cái kiểu rằng là gì? Tại sao không chia cho những người mới? Công ty chia cho người mới chứ. Tất cả mọi người như nhau. Anh chị cũng được là gì? Tỷ lệ 1:1, 1:2 và 1:3. Đúng không? Công ty vẫn chia cho anh hoa hồng Streamline hàng tuần, với điều kiện các anh chị em vẫn phải làm. Vẫn phải từng bước làm, đúng không? Từng bước thăng cấp. Ok ha. Rồi có nhiều người á bắt đầu sao? Ờ trời ơi, sao nó ít quá? Trời, công ty kia nó trả nhiều hơn. Ok. Nếu các anh chị em thấy công ty nào mà hay hơn Rao thì các anh chị em cứ đi làm các công ty khác để cho thỏa chí các anh chị. Được chưa? Thoải mái. Chúng ta ngày hôm nay không phải là cái thời kỳ mà ép buộc bất kỳ ai hết. Cái kinh doanh này là kinh doanh tự do.
không ai cắt mã số các anh chị. Không phải giống như nhiều công ty khác là các anh chị em làm công ty đó rồi các anh chị em đi qua làm công ty khác. Rồi công ty đó nó sẽ cắt mã số các anh chị, cắt tài khoản các anh chị. Ở Rao không ai cắt tài khoản các anh chị hết. Các anh chị em thích đi đâu các anh chị em làm cũng được, không ai quan tâm đâu. Các anh chị em hiểu ý chỗ này ha. Ok ha. Nên rằng là các anh chị em phải chú ý. Vũ muốn nói với các anh chị em như thế này. Hiện tại bây giờ Vũ còn có khoảng tầm 5-10 director không dám đưa, không dám đưa cái mặt lên trên cái trang My Rao One các anh chị. Bởi vì những cái cô này, những cái chị này nè, những cái anh đó đó là đã lỡ đầu tư vào một số công ty rồi. Được chưa? Một số công ty mà là gì ạ? Bỏ vào đó vài chục ngàn đô, 1-2 tỷ, 3 tỷ rồi đó. Bây giờ mấy cô không có lấy, vừa không lấy được tiền, lâu lâu mới rỉ ra được xúc, lâu lâu được vài trăm đô, lâu lâu được vài trăm đô. Nhưng mà khi mấy cổ làm Rao á, mấy cổ đạt được, mấy chị đạt được, mấy anh đạt được director, thì mấy cổ không dám show cái thành quả đến từ Rao. Bởi vì sợ một lý do là nếu mình show lên thì cái công ty kia nó cắt mã số của mình, cắt cái tài khoản của mình, thì mình mất đi mấy chục ngàn, vài chục ngàn. Các anh chị em có muốn là ở Rao, các anh chị em làm, các anh chị muốn đi đâu làm cũng được. Ok chưa? Các anh chị em cứ thấy đi. Ở đâu nó hay các anh chị em vẫn có thể đi làm. Nhưng Vũ xin thưa các anh chị em như thế này nè. Cơ hội tất nhiên không phải lúc nào cũng có các anh chị. Không phải lúc nào cũng có. Nhưng Rao One nó đang còn đây. Và Rao One đang khởi đầu. Nó là một cơ hội rất là tốt. Và ngày hôm nay mà các anh chị em còn thấy mà còn không tin. Các anh chị em còn mà lưỡng lự như thế này, lưỡng lự thế chứ kia, rồi công ty Rao đang lừa đảo này, lừa đảo kia, rồi tùm lum huy động vốn tùm lum này kia. Thì Vũ nói sự thật rằng là không có cái cách nào để có thể giúp cho các anh chị em thành công được đâu. Trừ khi các anh chị em hên, các anh chị em trúng số thôi. Sự thật mà nói, Vũ nói thiệt. Nếu đến ngày hôm nay mà các anh chị em nhìn Rao như thế này á, mà các anh chị em vẫn còn nói rằng là như thế lọ, như thế kia, như thế chai, thế cái tùm lum hết. Thì Vũ nói sự thật rằng là để mà đi làm những thứ khác, sự thật là rất khó thành công. Sự thật là rất là khó thành công. Có thể các anh chị em cảm thấy vậy này, ok, mình chưa phù hợp. Mình chưa thấy như thế này, chưa thấy như thế kia. Thôi mình đi làm một thứ khác. Các anh chị em còn nghĩ như vậy thì Vũ còn ok. Chứ còn mà ngày hôm nay các anh chị em còn nghĩ tiêu cực về Rao nữa. Sự thực mà nói rằng là một điều đáng tiếc. Một điều mà hiện rõ gần như 100% như thế rồi. Mà các anh chị em còn phán xét này, phán xét kia. Thì nó hơi uổng. Hơi uổng một cơ hội rất là lớn. Được chưa? Ok ha. Đó là điều Vũ muốn chia sẻ các anh chị em. Là khi mà cái ngày hôm nay là cái ngày mà chúng ta đón nhận. Sau cái đêm giao thừa. Chúng ta nhận được một cái thành quả từ cái lợi nhuận mà công ty kiếm được trên toàn cầu chia cho chúng ta. Vũ nói thiệt các anh chị này. Vũ nói thiệt cho các anh chị em biết một điều. Cái đợt vừa rồi ngày 25 tháng 4 á, công ty sổ số có nghĩa rằng là gì? Quay trúng thưởng á. Việt Nam cũng là nơi trúng nhiều nhất. Chúng du thuyền cũng có ở Việt Nam. Du thuyền đi du lịch Dubai 7 ngày cũng có của Việt Nam. Mà chúng Bitcoin, một Bitcoin cũng từ Việt Nam. Các giải gần như Việt Nam lấy hết. Các anh chị em dùng. Mà ngày hôm nay Vũ nói các anh chị em á. Director ở Việt Nam nhiều cực kỳ luôn. Cực kỳ luôn các anh chị. Đó là sự thật các anh chị. Các anh chị em không tin, các anh chị em truy cập vào đi. Những cái thời kỳ khuyến mãi á, Việt Nam luôn luôn nằm trên top ấy. Nhưng mà thời kỳ không khuyến mãi á, toàn là Tây lên top không à. Không có thấy Việt Nam. Le que được vài người Việt Nam thôi. Các anh chị em hiểu ý thế này không ạ? Trong quá trình chúng ta phát triển, Vũ luôn hướng cho các anh chị em hướng tới đó là gì? Tận dụng những cái thời kỳ khuyến mãi để chúng ta bớt được ít tiền nhất có thể. Được chưa? Vũ luôn luôn mong muốn như thế. Các anh chị em mình dùng ạ. Các anh chị em biết rằng là gì? Trong một tuần qua có rất là nhiều người họ tham gia. Họ vẫn phải chi ra 2499 để họ đạt được Titanium.
Trong khi các anh chị trước đó, các anh chị em nói thật, chi ra có 599 thôi, các anh chị em vẫn được giá trị đó là titanium. Còn điều gì tuyệt vời hơn nữa? Còn điều gì tuyệt vời hơn nữa? Đúng không? Cái mà chúng ta không thấy được đó là gì? Cái giá trị chúng ta đang kiếm được. Các anh chị em để đi, một anh director ở bên Pháp, anh cũng từng đó thôi. Một anh director Việt Nam cũng từng đó. Ok chưa? Một anh resident 3 sao ở bên châu Âu, ở bên đâu đó, cũng nhận 12.000, một 12.000 mấy đó. Thì bây giờ Vũ ở Việt Nam đây, Vũ cũng nhận 12.000 mấy, như nhau. Vũ xin thưa cho các anh chị em biết một điều như thế này luôn nè. Ngay lúc này mà các anh chị em mở ra top 100 manager, các anh chị em thấy đi, lá cờ Pháp rất là nhiều. Rồi top, trong top 100 á, của director, các anh chị em thấy cờ Pháp cũng rất là nhiều. Và top của resident, top của resident một là cờ Pháp cũng rất là nhiều. Vũ xin thưa cho các anh chị em biết, tất cả cái cờ Pháp đó đều nằm trong hệ thống Mai Rau One hết các anh chị. Đều nằm trong hệ thống của chúng ta hết. Và tuần trước các anh chị em thấy không? Cờ của Trung Quốc á, gần như tràn ngập trên 100 top của manager, top của director, cấp của resident. Vũ xin thưa cho các anh chị em biết, những cái cờ đó đó, những cái nước đó đó, đều nằm trong hệ thống Mai Rau One đó các anh chị. Nhiều lắm các anh chị. Các anh chị em hình dung ý không ạ? Hướng của Vũ hướng tới á, để làm sao cho cái cộng đồng của chúng ta lan tỏa ra toàn cầu. Để chúng ta có được một cái nguồn thu nhập thặng dư từ toàn cầu. Đúng không? Chứ bây giờ mà Vũ hỏi các anh chị nè, sự thực mà Vũ cũng nói cho các anh chị em hình dung như thế này. Nếu mà ai tham gia theo cái góc nhìn đó, nếu mà anh chị em là leader, Vũ khuyên các anh chị khi chia sẻ cho ai một cái cơ hội của Rau One với 99 đồng. Sự thực nha, nếu mà các anh chị em không nói rõ với họ, mà sau này ví dụ mới có được có 1 tuần, 2 tuần, rồi người ta cứ lại đi đòi bán cái gói, bán cái gói 99 đồng, rồi xong bắt đầu là chờ để mà lấy chia sẻ lợi nhuận. Thực ra cái số đó nó không có to. Nếu mà các anh chị em mà lỡ có giới thiệu những ai đó, những cái người mà có những cái góc nhìn đó không được rõ ràng, không được hay cho lắm, họ không thấy được cơ hội á, thì tốt nhất các anh chị em đừng có mời những người đó. Được chưa? Còn nếu mà những ai đó mà tiêu cực quá, các anh chị em, Vũ khuyên các anh chị em nên á, thu hồi luôn. Tốt nhất là như thế. Các anh chị em phải nói cho họ biết rằng là gì? 99 đồng mà nó như một chiếc chìa khóa để mở ra một cái cửa sổ mới. Nó giống như một cái chìa khóa mà để làm gì? Để chúng ta có được một cơ hội để kinh doanh. Đúng không ạ? Chứ khơi khơi đâu mà từ bữa giờ Vũ thấy có những người 99 đồng lại lao vô, mới tham gia được có 3 bữa, 5 bữa, đem đi bán, đòi đi bán tài khoản, bán này bán kia, không có làm, không phát triển, mà tại sao phải cứ đi bán cái việc đó? Các anh chị em hình dung ý. Nên á, các anh chị em cần phải chia sẻ cho những người khác. Đó là gì? Đó là cho họ thấy được đây là một cơ hội lớn lắm. Một cơ hội rất là lớn. Có thể mở ra được chìa khóa toàn cầu như thế này. Và nguồn thu nhập thặng dư toàn cầu nó đổ ngược về cho chúng ta. Ok chưa? Đó là mấy ý mà Vũ muốn nhắn gửi các anh chị, để cho các anh chị em hình dung rằng là gì? Tới ngày hôm nay, Rao đã đạt được 5 triệu thành viên rồi. Nó không còn là mơ hồ nữa. Nó không còn rằng là một công ty làm xong 3 bữa nghỉ nữa. Không có chuyện đó. Các anh chị em lưu ý này. Ngày hôm nay không dễ để có được một công ty làm được chuyện đó đâu các anh chị. Các anh chị em lưu ý này. Không có dễ để có được một công ty làm cái chuyện đó đâu các anh chị. Các anh chị em để đi. Google thành lập, Google giống như là một cái làn sóng mới, một cái khoảng khắc. Nó rất là ghê gớm. Nó giống như một cuộc cách mạng các anh chị. Đâu phải trước Google, thực ra trước Google nó có hàng đống công ty tạo ra công cụ tìm kiếm.
các chị em lưu ý. Nhưng mà trong bao nhiêu năm nay, gần 20 năm nay, 20 năm nay, có công ty nào vượt Google không? Không. Facebook, các anh chị em, trước khi Facebook ra đời, nó có hàng đống mạng xã hội, chứ không phải là Facebook mà ra đời là ông chùm đâu có. Nhưng Facebook tạo ra được một làn sóng mới, một cuộc cách mạng mới, có những yếu tố hay hơn. Các anh chị em hình dung ạ. Và trong các anh chị em để đi, mười mấy năm qua có cái công ty nào vượt qua được Facebook không? Đúng á. Thì ngày hôm nay các anh chị em để này, trong lịch sử của ngành network có cái công ty nào mà trong vòng 60 năm qua có công ty nào mà làm tốc độ nhanh mà lớn như rau không? Sự thực các anh chị em thấy đi. Ngay cả các công ty mà thông thường nha, thì họ cũng phải lên thị trường chứng khoán là họ mới chia sẻ lợi nhuận. Mà rao chơi luôn, mới có năm đầu tiên bắt đầu có lợi nhuận, chia luôn. Điều mà chúng ta không thấy được cái điều đó. Có nghĩa là chúng ta đang ở trên một con tàu, nó rất là lớn các anh chị. Nó có khả năng đi đến một cái sự thành công rất là kinh khủng trong thời gian tới. Điều gì xảy ra trong 3 tháng tới khi đạt được 10 triệu thành viên, 20 triệu thành viên? Điều gì khi rao đạt được 50 triệu thành viên hay 100 triệu thành viên? Lúc đó nó giống như bá chủ các anh chị. Các anh chị em hiểu ý. Và trong quá trình phát triển như thế này, khi mà nó lớn, tất nhiên nó sẽ bị các cái đơn vị khác đã phá nó, kích động nó, rồi đòi đập nó, chu dập nó. Tất nhiên, luôn luôn có. Khi Facebook mới bắt đầu lên được con số vài triệu thành viên thôi, vài chục triệu thành viên thôi, thì bao nhiêu công ty là đã phá rồi, bao nhiêu công ty là tẩy chay rồi, bao nhiêu, ta nói rằng là đủ thứ kiểu trên đời. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà họ vẫn phát triển. Họ dựa trên những cái nguyên tắc cơ bản, những cái gọi rằng là gì, tâm huyết căn bản. Khi mà họ phát triển cái cộng đồng thì sao ạ? Thì nó vẫn cứ lớn mạnh thôi. Thì ngày hôm nay họ đang đi tiêu với rau, họ đang đi tiêu chí là gì? Giúp cho những cái người bình thường nhất có khả năng đạt được điều phi thường cùng với rau. Và họ chia sẻ lợi nhuận trên toàn cầu này cho khắp mọi, cho tất cả mọi người. Được chưa? Vậy thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Việc của chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể lên cấp? Và các anh chị em lưu ý này, khi lên cấp, các anh chị em được hưởng rất là nhiều các anh chị. Các anh chị em lưu ý này, khi các anh chị em đạt được cấp độ Director 1 sao, thu nhập của các anh chị em đã hơn 50.000 euro rồi. Còn cái thu nhập mà hàng tháng này công ty trả thêm các anh chị khoảng tầm 500 euro, nó không là to. Nó nhỏ xíu so với 50.000 euro các anh chị em kiếm được khi các anh chị em đạt được Director 1 sao. Còn 2 sao các anh chị em có hơn 100.000 euro rồi. Còn 3 sao các anh chị em đã có hơn 150.000, có khi 200.000 euro rồi. Mà các anh chị em mỗi tháng kiếm thêm chỉ có bao nhiêu ạ? Có thêm vài trăm hay 1-2 ngàn. Nó không phải là to, nhưng nó rất là to. Nó to ở nằm ở chỗ là các anh chị em không phải bỏ ra một cái lượng tiền thật là lớn, giống như các anh chị em bỏ ra vài tỷ hay vài chục tỷ để mua một căn nhà, để các anh chị em cho thuê mới có được vài triệu, vài chục triệu mỗi tháng hay vài trăm triệu mỗi tháng. Vũ đã từng chứng kiến có những cô chú, được chưa, bỏ ra 20 tỷ để mua một căn nhà ở Phú Mỹ Hưng. Bỏ ra 20 tỷ mua một căn nhà ở Phú Mỹ Hưng và cho thuê hàng tháng được 70 triệu. Các anh chị em thấy này, bỏ ra 20 tỷ mới có được 70 triệu mỗi tháng. Các anh chị em hình dung nhé. Bao giờ các anh chị em mới có 20 tỷ để mua một căn nhà để đi cho thuê một tháng 70 triệu? Nhưng các anh chị em biết rằng là gì? Ở Rao đã có Resident 3 sao, nhiều Resident 3 sao, Resident 1 sao. Các anh chị em biết Resident 1 sao là được hơn 4.000 rồi. Tháng đầu tiên mới chia sẻ thôi, hơn 4.000 rồi. Mà các anh chị em nhân lên đi, hơn 4.000 là đã hơn 100 triệu rồi. Mà không phải bỏ ra thêm, không bỏ ra một xu. Đúng ạ, nhưng vẫn có được cái nguồn thu nhập thặng dư từ khắp thế giới đổ về.
Ok chưa? Ok quá còn gì nữa các anh chị? Ok quá rồi còn gì nữa? Đó, cái chúng ta cần phải lưu ý cái chỗ đó. Ok ha. Rồi bây giờ Vũ sẽ nhấn mạnh cho các anh chị em thấy mấy điểm nữa. Các anh chị em có để ý không? Cái mà chúng ta cần phải chú ý đó là trong khoảng thời gian khoảng tầm hơn một tuần qua, khoảng 2 tuần từ sau khi mà cái ở Việt Nam mình á công bố là gì cho người dân thoải mái, có nghĩa rằng là gì, dỡ lệnh cách ly, đúng không, là mọi người có thể gặp nhau uống cà phê rồi đi ngoài đường ngoài làm gì cũng được hết. Các anh chị em có để ý rằng là gì, sau cái đơn cơn mà gọi là gì cách ly đó, các anh chị em ngày hôm nay các anh chị em thấy nhiều công ty xuất hiện không? Quá trời nhiều luôn các anh chị. Nhiều buổi hội thảo khủng khiếp luôn, nhiều lắm, vô kể luôn. Nhưng mà các anh chị em có biết rằng là gì, trong cái thời kỳ bị dịch đó, cái thời kỳ mà người ta không thể ra khỏi nhà để mà đi uống cà phê á, không thể ra quán nhậu á, không thể đi karaoke á, thì rau của chúng ta phát triển khủng khiếp các anh chị. Được chưa? Được chưa? Nhưng mà tại sao tới bây giờ, tất nhiên rau ngày hôm nay vẫn phát triển rất là khủng, nhưng có rất là nhiều anh chị lơ là, hay còn gọi hơn là sao lãng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì qua dịch các anh chị em được đi ra ngoài, các chị em được đi tới hội thảo này, hội thảo kia, chốt những số tiền cực kỳ to, 10.000 đô, 20.000 đô, 50.000 đô, rất là hoành tráng. Các anh chị em lưu ý này. Khi thế giới khó khăn, khi mọi thứ đóng băng, công việc kinh doanh của chúng ta phát triển rất là tốt. Là bởi vì kinh doanh của chúng ta là online, bởi vì kinh doanh của chúng ta là số tiền rất là nhỏ, rất là khó để mà phát triển những cái công ty mà mang tính chất đầu tư lãi này, lãi kia, coin này, coin kia, token này, token kia. Mà đầu tư vô 10.000 đô, 50.000 đô, 100.000 đô. Các anh chị em chia sẻ trên Zoom, các anh chị em sẽ khó có ai mà dám đầu tư vô 10.000 đô, 50.000 đô hay 100.000 đô. Đúng chưa? Nhưng 2.6 triệu khi các anh chị em chia sẻ online nó rất là dễ. Nhưng đối với các kinh doanh khác thì sao ạ? Phải chốt thì người ta mới dám, người thực việc thực on, có nghĩa là phải offline hoàn toàn. Thì sao ạ? Thì những công ty kia họ mới có khả năng phát triển lớn được. Vậy tại sao chúng ta không áp dụng 80% là online, còn 20% là offline thôi? Thì có phải rằng chúng ta sẽ đi được cái tiêu chí đó là gì? Round one hoạt động 100% online. Ok chưa? Thì công việc kinh doanh của chúng ta càng ngày càng phát triển. Ok chưa? À, nên á, các chị em cần phải chú ý một điều á, đó là gì? Chúng ta đang có một cơ hội lớn, đó là Brown đã đạt được con số mà hàng bao nhiêu công ty mơ ước không có được. 5 triệu thành viên rồi các anh chị. Và sắp tới công ty đưa nhiều sản phẩm vô. Và đặc biệt hơn là công ty đã chia đúng như những gì công ty đã nói. Vậy tại sao chúng ta không tập trung để làm gì? Để tăng từ từ thứ hạng lên. Ok chưa? Ha. Rồi. Còn ở đây á, Vũ muốn chia sẻ các anh chị em như thế này nữa. Đây là một cái phần sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Cái phần này nó hơi dài xíu. Có nhiều người á, họ chê đa cấp lắm. Họ nghe tới người ai đó mà giới thiệu một cái họ ghét đa cấp lắm. Vũ chia sẻ các anh chị em như thế này. Đa cấp nó không có xấu. Gần như tất cả các mô hình đều là mô hình đa cấp hết. Các anh chị em hình dung ạ. Vấn đề chúng ta phải lựa được cái đơn vị nào là đơn vị làm ăn chuẩn chỉ. Các anh chị em hình dung ạ. Đúng pháp luật. Được chưa? Có thể pháp luật theo địa phương, cũng có thể pháp luật theo toàn cầu. Nếu mà nói đúng, Google cũng không có làm đúng, Facebook cũng không có thể làm đúng, Amazon cũng không làm đúng các anh chị. Bởi vì những công ty đó họ theo luật cơ chế toàn cầu các anh chị.
Còn vô địa phương á, thì có bị cái này khống chế, bị kia khống chế. Brown á, là một đơn vị đến từ châu Âu, được chưa? Trong Liên minh châu Âu, và họ thực hiện trong cái gọi là gì? Trong hành lang mà gọi là giống như là hiệp định mà giống như là Liên minh châu Âu á. Họ theo một cái quy định đó và họ làm đúng theo quy định đó. Các chị em dục, và Rao ngày hôm nay có trụ sở nằm ở Madrid, Tây Ban Nha. Ok. Nhưng mình bỏ qua một cái bước đó đi. Bỏ qua một bên đi. Nhưng chúng ta hãy chia sẻ về cái góc nhìn khác để cho các chị em thấy một cái điều như thế này. Các chị em từng nghe tới cái tên Nu Skin đúng không? Chúng ta từng nghe tới cái tên Amway. Chúng ta từng nghe tới cái tên Herbalife. Chúng ta từng nghe tới công ty lô hội Forever Living. Xin thưa các anh chị, các cái công ty mà đa cấp trong cái danh sách đó, trên toàn cầu đó, những công ty mà nổi tiếng tỷ 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 đô đó, hàng triệu đô đó, toàn đến từ Mỹ không các anh chị? Toàn đến từ Mỹ không các anh chị? Đúng không? Toàn đến từ Mỹ không à? Bây giờ Vũ hỏi các anh chị này, cái quốc gia nào có nền kinh tế mạnh nhất thế giới? Mỹ. Đúng quá. Ok. Đúng quá. Thu nhập, nếu mà bình quân á, số đông á, cũng là Mỹ. Các anh chị em có thấy rằng là cộng đồng của người Việt á, ở Mỹ á, làm công ty Nu Skin á, đông không? Đông như quân nguyên. Đông như quân nguyên. Đúng không? Họ ở Mỹ, 20 năm, 30 năm nay. Và trong 5 năm, 10 năm nay họ vẫn làm công ty Nu Skin, họ làm công ty đa cấp đó. Họ làm Herbalife đó. Họ cũng kiếm hàng triệu đô đó, họ ở Mỹ đó. Và bây giờ họ vẫn làm. Đúng không? Họ ở Mỹ họ vẫn làm Herbalife, Herbalife là công ty đa cấp đó. Đúng không? Nó đâu có gì xấu đâu các anh chị. Vấn đề rằng là gì? Có rất là nhiều công ty tốt, nhiều công ty làm chuẩn chỉ, thì các anh chị em lại không ham. Chúng ta cứ đi ham những cái công ty lãi. Đúng không? Chúng ta muốn công ty có những công ty gọi là gì? Bỏ vô là không cần làm gì hết, có lãi hàng ngày. Các anh chị em đếm thử coi có cái công ty nào mà trong top 100 công ty phát triển kinh doanh theo mạng á, gọi là đa cấp của Mỹ á, có cái công ty nào mà trả lãi hàng ngày không? Không. Làm gì có. Đúng không ạ? Bây giờ vừa hỏi các anh chị nè. Người Việt ở Mỹ làm công ty Nu Skin đông như quân nguyên. Người Việt ở Canada làm như quân nguyên. Đúng không ạ? Người Việt ở châu Âu cũng làm đa cấp rất là nhiều luôn các anh chị. Rồi những công ty ở Nhật đi các anh chị. Nó cũng làm vậy mà. Các anh chị em biết ở Nhật á, các anh chị em không tin á, các anh chị em có thể tìm kiếm trên thị trường mà các anh chị em biết. Những người kiếm hàng triệu đô trong ngành đa cấp, họ đến từ Nhật, họ đến từ Đài Loan, họ đến từ Mỹ, họ đến từ Đức, họ đến từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Hà Lan, Canada, Pháp, Anh. Các anh chị em hình dung biết ạ. Cái đó, cái mà chúng ta cần phải chú ý. Đừng có chê. Các anh chị em để đi. Lúc nào chúng ta cũng hay nói rằng là gì? Kinh tế Việt Nam mình sâu Nhật đúng không? Sâu, nói thật rằng là sâu thế giới rất là nhiều. Đi sâu thế giới rất là nhiều. Và nghèo hơn thế giới rất là nhiều. Bây giờ mình chỉ nói đơn giản thôi. Mình khoan đã chê đi. Nhưng mà thấy được một sự thật đó là gì? Công ty Nu Skin một năm á, doanh số thu về hàng tỷ đô la. Đúng á. Amway hàng tỷ đô la, Herbalife hàng tỷ đô la, có biết bao nhiêu công ty hàng tỷ đô la. Họ làm đa cấp đó các anh chị. Và những người mà đang ở Mỹ hiện nay họ đang làm rất là nhiều nè. Thế vậy thì chúng ta ở Việt Nam nè. Chúng ta làm rau nè. Đúng á. Chúng ta phát triển toàn cầu nè. Nó cũng giống như là người ở Mỹ bay về Việt Nam giới thiệu cho người ta xài sản phẩm Nu Skin nè. Xài sản phẩm Herbalife nè. Xài sản phẩm Amway nè.
và họ cũng có tiền. Tiền của họ cũng được đổ về Mỹ, thu nhập về tài khoản của họ, bởi vì họ công dân của Mỹ mà. Đúng quá. Nhưng các anh chị em để ý đi, nếu các anh chị em ở Việt Nam, các anh chị em cũng làm tương tự, đừng có chê. Vấn đề công chúng ta có lựa chọn công ty đúng hay không thôi. Đúng quá. Còn nếu chúng ta lựa chọn công ty đúng và chúng ta kiếm được hàng nghìn đô la mà chúng ta ngồi ở Việt Nam, sự thực mà nói, nếu các anh chị em kiếm được 5.000 đô một tháng, 2.000 đô một tháng, hay nói thật, chỉ cần 1.000 đô một tháng thôi mà các anh chị em ngồi ở Việt Nam, thì các anh chị em đã giàu khủng khiếp rồi các anh chị. Được chưa? Các anh chị em chưa? Nên các anh chị em phải nhớ này. Các anh chị em nên nhớ này. Cái quốc gia giàu nhất thế giới, họ làm đa cấp dữ nhất thế giới các anh chị. Ok chưa? Ok chưa? Các anh chị em biết bên Nhật không? Hàng đống người. Ta nói ở bên Nhật nó làm đa cấp như quân nguyên các anh chị. Các anh chị em thấy Hàn Quốc không? Họ làm đa cấp khủng khiếp không? Khủng khiếp. Vấn đề là cách của họ làm thôi. Vấn đề là gì? Cái cách của họ làm thôi. Nó khác nhau chúng ta, đó là gì? Khác nhau về cách làm thôi. Cái của chúng ta là gì? Thích những cái gì mà đầu bỏ vô tiền là ngày mai có lãi liền. Đúng không? Chúng ta phải chạy thật là nhanh, bởi vì chúng ta chạy nhanh á thì chúng ta không bị chết. Tại vì công ty nó 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm sập mà. Đúng á. Nên á là gì? Chúng ta phải chạy nhanh. Còn sau đó ai chết kệ họ. Đúng không? Đó là cách làm. Ok, cách làm, đúng không? Và cái sự lựa chọn của chúng ta thôi. Đó. Nên á, ở đây á, các anh chị em dùng về nè. Đừng có chê, đừng có nói đa cấp thì làm đa cấp. Yeah. Nên là ngày hôm nay Vũ chia sẻ để cho các anh chị em thấy được rằng là gì? Những cái quốc gia mà đang giàu có nhất thế giới đó, là những cái quốc gia đó đó, họ tạo ra công ty đa cấp á, nhiều nhất trên thế giới, và họ tạo ra rất là nhiều nhà triệu phú trên thế giới từ đa cấp. Và hàng tỷ đô la trong cái ngành này cũng là từ đa cấp. Ok chưa? Nên ở đây Rao cũng vậy. Họ đến từ châu Âu. Được chưa? Và họ tạo ra một cái mô hình network. Họ xây dựng một cộng đồng. Chỉ có khác ở chỗ là gì? Các công ty ở Mỹ phần lớn là sẽ năng động hơn. Có nghĩa rằng là gì? Ai làm giỏi thì được nhiều. Còn ai không làm là không có đồng nào hết. Cái phong cách của Mỹ đó là gì? Làm là kiếm được nhiều. Các anh chị em dùng ạ. Nên chúng ta nghe tới Amway có người kiếm hàng triệu đô mỗi tháng. Nu Skin có người kiếm cả triệu đô, 2 triệu đô mỗi tháng. Nhưng mà cách của Rao thì sao ạ? Thay vì trả 1 triệu đô cho một người, thì ở Rao là người nào cũng như nhau. Có giỏi lên Resident 3 sao hay là 10 sao đi nữa, thì cũng chỉ có 20.000 thôi. Cái ông trước, ông sau, ông gì đó không biết, ông vô sớm vô muộn gì cũng 20.000 thôi. Đó là sự khác nhau. Ok chưa? Các anh chị vô ạ. Và nếu mà chúng ta có cái gọi là gì, hay có tạo ra cộng đồng, thì công ty chia, mặc dù nó ít, nhưng mà từng ngày tích lũy, cộng dồn, thì từ từ nó có được một cục to. Ngoài cái chuyện là gì? Ngoài cái chuyện chúng ta đi kinh doanh, cái cách của công ty phân bổ tài chính á, đó là cái cách là công ty đang dạy cho chúng ta cái cách quản lý tiền nữa các anh chị. Được chưa? Các anh chị em hình dung ấy, đó là vấn đề. Tại sao này? Bây giờ Vũ nói các anh chị này, mấy ý thôi. Các anh chị em để này. Tại sao công ty không, khi mà chia lợi nhuận đi, tại sao công ty không trả thẳng luôn vào trong tài khoản của mình đi, mà tại sao công ty phải làm thêm một cái nút? Các anh chị em phải vô bấm lem. Nếu mà trong một tuần mà mình không bấm ấy, thì nó mất. Được chưa? Tại sao không trả thẳng vô luôn? Mà tại sao phải tạo thêm một cái nút mình phải bấm vô? Cái đó là cái ý của các anh chị. Đó là gì? Đó là cái ý là gì? Ngay cả cái hoa hồng Streamline Bonus mà hàng tuần chúng ta phải vô lick. Các anh chị em vô lick thì các anh chị em được. Các anh chị em không lick thì bỏ qua. Ngay cả thu nhập hàng tháng này nè, thu nhập thẳng dư hàng tháng này, trong một tuần nó nổi lên mà các anh chị em không bấm vô thì các anh chị em không nhận.
Đó là một cái gì ạ? Đó là một cái trong những cái ý thức để làm gì? Để mà hướng cho người ta, khi anh làm một cái gì đó, anh phải chú ý về cái đó. Được chưa? Phải có trách nhiệm trong cái việc đó. Đó là cái hay gánh chứ. Đó là cái hay gánh chứ. Ok ha. Nên á, là gì? Nên là khi mà chúng ta phát triển rau thì chúng ta cần phải nắm rõ. Và thêm một cái, chúng ta phải luôn luôn một cái, có một cái góc nhìn là thoải mái ra, phải trung dung ra. Đừng có cố, đừng có gọi là, đừng có là phải rằng là ngày mai là chúng ta phải giàu, ngày mai chúng ta phải được như thế này, phải được như thế kia. Ở đây rau đã làm mọi thứ rồi. Và hệ thống Mai Rau Quanh cũng đã làm mọi thứ tốt nhất có thể cho các anh chị rồi. Vấn đề là các anh chị có thấy được không? Các anh chị em có trân trọng hay không? Các anh chị em có sử dụng hết tất cả những gì nguồn lực đang có để giúp cho các anh chị em thành công hay không thôi. Còn lại tất cả mọi người như nhau hết. Ai cũng có công cụ như nhau hết. Tất cả những anh chị em tham gia cùng với hệ thống Mai Rau Quanh, ai cũng có được một website như nhau hết. Ai cũng được những cái đoạn video clip đã dịch và lồng tiếng qua tiếng Việt hết. Ai cũng như nhau hết. Và hoa hồng hay tất cả mọi thứ đều được hỗ trợ như nhau hết. Được chưa? Quan trọng là chúng ta có nhìn ra được cái giá trị mà rau nó trao tới hay không. Quan trọng chúng ta có thấy được cái giá trị của cái hệ thống Mai Rau Quanh chia tới cho các anh chị hay không thôi. Ok ha. Chứ còn mà nếu mà chúng ta có tư tưởng là gì, tham gia 99 đồng đây ngồi chờ sung rụng trúng một cái gì thật là to, thì xin thưa không có chuyện đó. Đúng không ạ? Các anh chị em có biết điều gì không ạ? Ngày hôm nay Vũ có nghe một cái người có nghĩa là cái người mà trúng cái Bitcoin, các anh chị vừa rồi có cái chương trình mà quay số quay gọi là may mắn á, khi mà mua 2 euro để mà tham dự chương trình live stream của công ty với giá 2 euro. Được chưa? Và ở Việt Nam thì trúng nhiều lắm. Nhưng mà cái người mà trúng được một Bitcoin, các anh chị, cái lúc mà trúng thì Bitcoin có 7.000 nè. Nhưng mà khi nhận á, thì hình như Bit lúc đó khoảng lên tới 9.000 mấy, 10.000 euro, các anh chị. Vẫn tham gia sự kiện với 2 euro. Nhưng mà lại vô tình trúng được một Bitcoin trị giá cho 10.000 euro đi. Gấp biết bao nhiêu lần, các anh chị. Tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời. Đó là cái tại sao chúng ta không thấy. Các chị em có biết không? Cái người đó đó, cái cậu đó, còn nói này, trời ơi, em đang buồn. Có nghĩa là em đang bận lắm, lu bu lắm. Em đang, cũng nói chung là cũng hơi sao lãng, rau một xíu. Tự dưng chung cái em tỉnh người luôn. Công ty chuyển về cho một bit cũng tỉnh người luôn. Đó. Các chị em hình dung nhé. Người thực việc thực, các anh chị. Và nhận được một bit rồi. Một bit bây giờ là cũng tầm 9.000 mấy, 10.000 euro, các anh chị. Đâu 10.000 đô la. Cũng hơn 200 triệu, các anh chị. Thoải mái không? Thoải mái. Đó là cái mà chúng ta cần phải thấy ha. Nhiều hoạt động của công ty đang diễn ra. Và các anh chị em lưu ý là ngày 6 tháng 6, công ty có một chương trình live stream kế tiếp. Và hy vọng rằng các anh chị em cùng tham gia. Được chưa? Để làm gì? Để đón nhận những cái thông tin mới. Và thời gian tới công ty sẽ có rất là nhiều sản phẩm và dịch vụ ra đời, các anh chị. Được chưa? Và nhiều thứ mới mẻ hơn sẽ đến với tất cả chúng ta. Hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ đón nhận được nhiều điều từ rau. Nhưng dù có nhiều điều từ rau đi nữa, hay là từ hệ thống Mai Rau Quanh đi nữa, thì các anh chị em phải chú ý rằng là gì? Tất cả mọi nguồn lực đều đã có sẵn. Vấn đề của chúng ta có tập trung hay không thôi. Vấn đề chúng ta có nhìn thấy đây là một cơ hội lớn cho chúng ta thay đổi cuộc đời hay không thôi. Được chưa? Vấn đề chúng ta có thấy đây là một chiếc chìa khóa hay không thôi. Hay là chúng ta chỉ thấy rằng chúng ta mất 2 triệu 6. Được chưa? Ok ha. Đó là cái vấn đề, các anh chị. Tất cả chìa khóa giống nhau hết. Vấn đề rằng là gì? Đã có cách để mở ra rồi. Cái quan trọng của ngày hôm nay, các anh chị em có động lực để mà mở hay không thôi. Được chưa? Ok ha. Rồi, lời cuối thì cho Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em thành viên của hệ thống Mai Rau Quanh. Một lời chúc tốt đẹp nhất và hy vọng rằng là các anh chị em có một giấc ngủ thật là ngon. Hẹn gặp lại các anh chị em trong những cái chương trình sự kiện của các cái nhóm.
À, và thêm một điều nữa Vũ muốn nhắn gửi các anh chị em rằng là hiện tại bây giờ thì đã có rất là nhiều director. Thì các anh chị em đã đạt được director là giống như các anh chị em đã có thể rằng là gì? Tạo ra được một cộng đồng riêng của các anh chị. Và các anh chị em có thể tự quyết định mọi thứ trong cái quá trình các anh chị em phát triển. Được chưa? Các anh chị em có thể tổ chức này, tổ chức kia. Các anh chị em có thể chia sẻ này, chia sẻ kia cho cái hệ thống của các anh chị. Được chưa? Còn nếu mà ai mà hứng thú, ví dụ tổ chức một cái chương trình nào đó, mà nếu ví dụ giống như mà thấy những ai đó trong cái hệ thống của mình, mà mình thấy là người đó có thể rằng là truyền động lực hay là góp một phần gì đó giúp cho cái hệ thống của chúng ta phát triển, thì các anh chị em có thể mời những người đó. Ok ha. Còn thì thời gian tới thì Vũ sẽ cố gắng làm sao để mà tổ chức những cái chương trình lớn Bắc Trung Nam. Để làm gì ạ? Để có thể là quy tụ tất cả các anh chị em tham gia những cái chương trình giống như là ca nhạc ha, giống như là một cái buổi gặp nhau giao lưu đông vài, có khi cả vài trăm, vài nghìn người. Để làm sao mà gì? Gặp nhau chỉ có vui thôi, vỗ tay thôi. Ok ha. Bởi vì trong thế giới của ngày hôm nay không nhất thiết phải làm nhiều các anh chị, mà phải vỗ tay nhiều. Bởi vì càng vỗ tay nhiều thì chúng ta sẽ khỏe hơn, và chúng ta sẽ có nhiều năng lượng hơn. Và khi có nhiều năng lượng hơn, chúng ta sẽ có nhiều tiền hơn. Ok ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em trong những cái đoạn livestream kế tiếp. Bye bye, bye bye.